xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh chạy tốc độ cao vượt đèn đỏ, tài xế bị đình chỉ 7 ngày. Xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh chạy vượt đèn đỏ với tốc độ cao gây bức xúc dư luận, nam tài xế vừa bị đình chỉ công tác 7 ngày. Ngày 26 tháng 5, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định đình chỉ công việc 7 ngày đối với lái xe buýt chạy vượt đèn đỏ gây bức xúc dư luận. Đồng thời, trung tâm cũng đã yêu cầu đơn vị quản lý xe buýt vi phạm phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt thành phố Hồ Chí Minh, PC08 để xử lý vi phạm liên quan. Theo PC08, đơn vị đã lập biên bản xử lý tài xế Mai Văn Cảnh, 61 tuổi lái xe buýt số 81 tuyến bến xe Chợ Lớn, Lê Minh Xuân về hành vi đi không đúng làn đường quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Trước đó, tài xế Cảnh lái xe buýt số 81 chở khách lưu thông trên đường Trần Văn Dầu hướng về khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Khi phương tiện công cộng này chạy đến giao lộ đường Thanh Niên, tài xế lái xe chạy lấn vào làn đường dành cho các phương tiện rẽ trái rồi vượt đèn đỏ với tốc độ cao. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình do ô tô lưu thông cùng chiều ghi lại và đăng lên mạng xã hội. PC08 tiếp nhận thông tin và xác định xe buýt trên thuộc Hợp tác xã Vận tải Liên tỉnh và Du lịch Việt Thắng và mời tài xế Mai Văn Cảnh lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, tài xế Cảnh đã thừa nhận vi phạm chạy xe di chuyển không đúng làn đường quy định và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.